Em đánh làm sao cho anh vã một hồi tụt quần ra đi. Đấy, anh đánh làm sao cho em cởi áo nhá. Cởi chưa? Sắp rồi, cố lên. Sắp thua rồi. Ấy, cởi áo rồi, thua cởi quần này. Ấy, Việt sắp thua rồi. Việt mà thua là cởi quần, bên kia thua là cởi áo. Sơn thì vào thay đi nhá, chuẩn bị vào thay này. Sơn bị vào thay nhá, vào thay anh Việt nhá. Mệt rồi à? Thua đúng không? Em không quay dưới quần đâu nhá, vì cởi quần thì thôi không quay nhá, quay vi phạm nhá. Để đến Sơn nhá. Để đến Sơn này, Sơn đang thi đấu. Đau lắm. Chưa đang tìm người đẹp chưa? Em ơi, đấy. Anh đu 10 vòng xích đu không mệt bằng kiểu này. Đấy. Đấy, em không dám quay dưới đâu, thôi quay trên áo thôi nhá, dưới cởi quần rồi thôi nhá. Ra đây để tổ bay nó mặc quần dài kia em, thì ông bay cái gì? Em đánh làm sao cho anh cởi cái quần ra là thôi. Cởi mũ ra. Có anh em nó ra lốt hỗ trợ cho nên 3 người rồi. Đây, thua rồi đây, thua rồi đây. Đây cũng thua rồi đây. Ra đi. Ra đi. Thì công vì ghét gì mà giờ này còn chưa ra. Nhanh lên ra đi. Sắp cởi rồi. Sắp cởi rồi. Ra đi. Sắp cởi rồi kìa. Mới lạnh một tí rồi đã sun hết cả nhà rồi. Đấy giời ơi. Đây Sơn thua cởi áo đây, đã cởi áo đây. Đấy, giờ đến anh Trung nhá. Cởi rồi. Đến Trung nhá. Cởi đây. Anh Trung cố gắng lên nhá, làm sao mà cho họ cởi áo đấy nhá. Đấy. Úi giời. Cố lên. Úi giời. Đấy giời, được. Không chơi đạt đấy. Vận động viên này bảo đau tim. Đấy, đau tim thì gặp anh Sơn này hết đau tim ngay. Mới gặp thầy giáo Thu. Đấy, cứ... đây thầy này cũng đau tim. Nào, cố lên nào. Nhảy đi. À, ý giải ông Thu nhá, đẩy cái này nhá, không phải đẩy kiểu đấy nhá. Thầy giáo Lu nói lại đi. Ừ. Anh Sơn đứng cạnh đây đó, em ngã này còn đỡ. 2, 3 chặt tay nhá. 1, 2, 3 hít rồi, cố lên, tí nữa được. Đấy. Treo người cứng nhanh đấy, cứng nhanh như cái đấy, tay cứng lên. Đấy, úi dồi. Đấy thì thầy giáo này khỏe đấy nhỉ. Ấy đi. Kéo giữ ở nói vào lốp. Giữ ở nói vào. Yêu cầu thầy giáo Sơn giữ ở nói nhé, ngã đập đầu lốp nguy hiểm gây tai nạn. Tắm một tay thôi. Anh Sơn làm cái gì mà đau thế? Rồi bỏ tay ra. Tóm tay phải, bỏ tay trái. Không đi được kìa. Ok, giữ ở nói nhá, giữ ở nói nhá. Anh em đây là vận động viên mới đây, đến từ Iran. Em nói tiếng cả châu Á có đây. Nào anh Việt, chú ra đây, quay đi. Mình để cho mình khởi động tí chứ, tìm hết cả thời gian này. Lại quá rồi. Cả ba luôn.